Mặc dù không đạt được lượng khách quốc tế kỳ vọng như mục tiêu năm 2022, thế nhưng có thể nói hàng không du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi ấn tượng trong năm nay. Việc thúc đẩy liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa hàng không và du lịch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, góp phần phục hồi nguồn khách quốc tế trong năm 2023 là mối quan tâm của nhiều địa phương xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Mới đây, tại Đà Nẵng, một hội thảo về đẩy mạnh hợp tác hàng không, du lịch đã được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan, bộ, ban ngành, địa phương, các chuyên gia và các doanh nghiệp hàng không, du lịch trong cả nước để trao đổi tìm ra các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật cho ngành du lịch trước những cơ hội lớn. Nhiều đề xuất về chính sách, cơ chế để đẩy mạnh các hoạt động quảng bá kết nối hàng không, du lịch trong thu hút khách quốc tế cũng đã được đưa ra. Xây dựng một cái sản phẩm mà trong đó chứa được những cái yếu tố tích cực của hàng không và của du lịch, tức là chúng ta cùng giảm giá chẳng hạn, chúng ta sẽ đạt được một cái sản phẩm tốt nhất. Chúng ta có những ưu đãi gì cho những người bay máy bay, và khi để xuống đến đây thì khách sẽ được hưởng ưu đãi gì từ những điểm đến, từ những cái dịch vụ. Thì đó chính là cái nền tảng của cái sự liên kết giữa hàng không và du lịch. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong khôi phục các thị trường quốc tế truyền thống, tuy nhiên, theo đánh giá, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong xúc tiến, kết nối mở lại và mở mới các đường bay quốc tế kết nối với thành phố. Cùng với đó, các chính sách kích cầu du lịch với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp, trong đó có các hãng hàng không, được xem là cơ sở, là nền tảng để lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng dự báo sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2023. Với riêng Đà Nẵng thì chúng ta vẫn triển khai hàng loạt các công tác. Chúng ta vừa tìm kiếm thị trường mới, chúng ta vừa là có những kênh để chúng ta phục hồi các thị trường truyền thống, vừa là chúng ta tìm kiếm các cái sản phẩm để chúng ta định hình các luồng khách mới. Hàng loạt các hoạt động xúc tiến của thành phố trong thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai. Chúng ta xúc tiến Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu, Đông Trung Đông. Chúng ta trên cả nền tảng online và offline. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định, để đạt mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2023, du lịch Việt Nam cần những cơ chế, chính sách đột phá hơn liên quan đến thủ tục nhập cảnh, thị thực, cũng như quảng bá xúc tiến du lịch. Trong đó, cần tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy hơn nữa sự phục hồi của dịch vụ hàng không, du lịch, nhằm tạo động lực cho ngành kinh tế trọng điểm này có cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn trong năm 2023.